Kính thưa đồng bào, đây là ông bà tổ tiên mình đã hiện ra trên mây để dẫn dắt chúng ta và cảnh báo chúng ta về việc tận thế đang xảy ra. Đây là ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta, ông Rồng và bà Phụng Việt, bà Phụng Hoàng. Kính thưa đồng bào, tại sao Chúa Giêsu lại cho những hình ảnh này hiện ra trong khoảng thời gian này? Đây là ông tổ chúng ta, ông Rồng vĩ đại. Và đây là bà tổ chúng ta, bà Phụng Hoàng, bà Phụng Việt. Kết tụ bởi thần khí oxygen của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và đây là linh hồn của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra. Và nếu xây dựng này, chúng ta thấy một ông Rồng vĩ đại đang phun lửa. Mà thấy đầu Rồng vĩ đại không? Đây nè, hình trắng đen coi rõ hơn, rất rõ ràng, màu đậm hơn. Còn đây là mặt quỷ Satan, đây nè, quỷ Satan là mặt quỷ Satan nè, động đất, tsunami nước biển dâng tới mây đó, sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng, sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhấn chìm xuống đáy biển. Tại sao những phép lạ này hiện ra vào khoảng thời gian này? Đây là cảnh báo sức nóng mặt trời, bom nguyên tử này kia đồ sẽ xảy ra, sẽ có nhiều người thiệt mạng. Nhân loại mau mắn ăn năn sám hối, cậy trông vào hồng ân của Cha Trời Giêsu thì mới có thể được cứu rỗi. Bởi vì chiến tranh loạn lạc, rồi động đất tsunami và cũng như là thiên tai kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt sẽ lần lượt xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới rất gần đây. Và chỉ có Cha Trời Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Đó là lý do tại sao Ngài cho những phép lạ này hiện ra trên mây lần lượt rất là rõ ràng và chi tiết. Vì thế đồng bào nhân loại không thể tiếp tục giả mù say mưa, làm như không biết gì cả. Nhất là nhóm lãnh đạo thế giới và cũng như nhóm media, truyền thông truyền hình thế giới, báo chí thế giới, cũng như nhóm lãnh đạo các tôn giáo, cũng như những kẻ giàu có hung dữ ác độc, những chính trị gia lãnh đạo bởi quỷ sở tăng, tham sân si. Không có một kẻ nào chạy khỏi sự phán xét của Cha Trời Giêsu. Và đây hình ảnh nói rất rõ ràng. Rất rõ ràng, đồng bào để ý cho rõ. Đây hình ảnh nói rất rõ ràng. Be with Jesus and be happy or Satan will get you. Hãy sám hối, cậy trông vào hồng ân cứu rỗi của Cha Trời Giêsu. Hãy sám hối và cậy trông vào hồng ân cứu rỗi của Cha Trời Giêsu thì mới được cứu. Bằng ngược lại sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Rất rõ ràng hiện ra. Đồng bào thấy chưa? Không thể chối cãi được. Không thể chối cãi được. Đồng bào nhớ những gì tôi cảnh báo ngày hôm nay. Tại vì thời dung biểu của con người sắp hết rồi. Sẽ có sự thay đổi lớn lao từ thuở khai thiên lập địa đến bây giờ ở quả địa cầu này. Sắp sửa có sự thay đổi lớn lao do Cha Trời Giêsu lãnh đạo và cứu rỗi. Vì thế, những kẻ nào thật sự ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, thì những kẻ đó sẽ được lãnh nhiều phần thưởng vĩ đại của Thượng Đế ban cho. Còn những kẻ nào khinh thường việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại thì lần lượt những kẻ đó sau khi chết thì linh hồn sẽ bị nhốt chung với những kẻ thờ ơ, vô trách nhiệm, lười biếng, hung dữ, ác độc.
và sẽ sống với nhau hàng ngàn năm thì vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và chán nản trước khi mới có thể được cứu xét hồ sơ. Thì thật là vô cùng đau buồn cho những cái đó. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ không biết nói gì hơn. Đồng bào chọn lựa đi. Cha trời Giêsu và quỷ sa tăng, đồng bào chọn ai? Hãy tự trả lời Chúa Giêsu để được sống đời đời, hoặc là quỷ sa tăng thì linh hồn sẽ bị lửa nóng, lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm. Thánh giống chúng tôi kính chào tạm biệt, mệt mỏi quá rồi. Đây địa chỉ, đây liên lạc với tôi trên trong website nè, faith@jesuschrist.com. Và những ai sẵn sàng ước ao được lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức thì đây là địa chỉ, gửi check hoặc money order về địa chỉ này, faith@jesuschrist, 13372 Golden West Street, Westminster, California 92683. Check hoặc money order xin đề Faith God Jesus Christ. Thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần tường trình và cảnh báo vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Y sư thánh giống chúng tôi kính chào tạm biệt.